Những ngày qua, nước Mỹ đang phải hứng chịu những đợt bão tuyết và mưa giông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Video ghi được hình ảnh trên đỉnh núi New Hampshire của núi Washington đã cho thấy giá rét tại đây đã chạm tới mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Các chuyên gia cho biết, mức nhiệt này còn lạnh hơn so với sao Hỏa. Một số thời điểm gió giật trên đỉnh này lên tới 175 km/h. Mức nhiệt trên đất liền và trên biển đã bị tác động vì tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới những điều kiện thời tiết cực đoan, ảnh hưởng mạnh tới cuộc sống của hàng trăm triệu dân nơi đây. Chính phủ Mỹ hiện vẫn đang nỗ lực đối phó với tình trạng tuyết rơi dày và cảnh báo người dân bảo vệ sức khỏe trước tiết trời giá lạnh này.